Alo. Alo, alo. Các em có nghe thấy rõ thầy không nhỉ? Có. Ok. Rồi, hôm trước là chúng ta đã học đến cái bài rotation đúng không? Thì cái rotation đấy, đây, cái rotation này nó có những cái rất là hay, đó là có thể dùng để chúng ta có thể dùng để chúng ta xoay các đối tượng. Đây, rotation đây. Chúng ta chọn rotation thì chúng ta có thể kéo được cái điểm này, tâm này này. Cái tâm này ở đâu thì cái hình nó sẽ đi theo đấy. Nếu không kéo chúng ta có thể kích, chúng ta chọn vào cái công cụ này chúng ta có thể kích này. Đấy. Nó sẽ theo. Ví dụ ở đây. Rồi, nó theo xong chúng ta sẽ chọn vào đây, giữ an nhé. Chọn trước xong giữ an sau thì các em sẽ thấy này. Nó sẽ được nhân ra. Sau đó nhấn Ctrl D. Đấy, ví dụ thế. Chúng ta nhấn Ctrl D thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ra này, đúng không? Hay là R làm cánh hoa này. Ví dụ thế. À. Đây. Ok. Ở giữa. Nhân ra tiếp lại dùng An tiếp, chuột trái kéo vào. Đó. Hoặc là vẽ một hình nha, xong bắt đầu giữ an này nhân nó ra này, nhìn thấy cái mũi tên, có cái mũi tên màu trắng màu màu đen này kìa. Sau giữ shift, dùng shift là chúng ta sẽ thẳng hàng này, không? Đấy, xong Ctrl D là nó sẽ sinh ra, nó nhân tiếp này. Đó. Đây như thế, quét cả này, giữ shift này. Ctrl D này. Đó. Đó, nhân ra này. Rồi. Đó. Công cụ mới hôm nay học đó chính là gradient và một số cái công cụ bên dưới nữa nhé. Gradient, đây công cụ gradient là công cụ này. Khi ta chọn công cụ này xong, chúng ta kích vào hình, chúng ta cảm thấy là nhiều lúc nó khó khăn đúng không, chúng ta có thể chọn lên trên đây. Đây là nó đang gradient stroke rồi. Đây là nó đang gradient cái stroke, chính là cái viền nhé. Bây giờ chúng ta phải cho gradient hình thì chúng ta phải chọn cái hình lên trên. Ở đây này. Ở đây nó sẽ có cái ô vuông trên và dưới này. Chọn lên trên và chúng ta mới nhìn thấy được gradient của hình. Đó. Rồi, sau khi chúng ta làm lại nhé. Vẽ mẫu hình nha. Nó đang là màu bình thường như này. Không? Chúng ta dùng cái công cụ gradient thì kích vào đây cái là nó kích vào đây cái là nó ra gradient này. Còn gradient stroke thì chúng ta chọn vào stroke nha. Ok, kích vào đây xong rồi chúng ta bây giờ sẽ làm gì? Chúng ta chọn cho bên này này. Đấy, chọn cho mình cái bảng gradient color này. Muốn có cái bảng đó thì rất đơn giản thôi. Đấy, rất đơn giản thôi, các em có thể dùng cái đây, chúng ta có thể kích đúp vào đây là nó sẽ ra cái bảng đấy. Kích đúp vào cái công cụ này nó sẽ ra cái bảng này. Và muốn thêm màu nhá, ví dụ chúng ta muốn thêm kiểu dạng màu gold nhá. Chúng ta thêm ấy thì chúng ta nhìn cái mũi tên chúng ta có dấu cộng không? Kích vào. Đó, các em thấy không? Kích đúp vào đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn màu bằng cái chế độ màu ở trong cái phần này, nó sẽ có cái ba cái dấu chấm ấy này. Nó có chế độ màu CMYK. Chúng ta chọn nó màu vàng đi ha. Rồi. Ok, bên này cũng thế. Kích này, kéo này, đúng không? Chúng ta chọn và chúng ta kích cái là nó cái màu nó sẽ ăn gần giống nhau. Đây, ở đây xóa cái này đi bằng cách kéo nha. Thì các em thấy nhìn nó giống màu gold chưa? Đấy, cái này kích vào đây, kích ra bên cạnh là nó ra cái màu này. Cái này kích vào đây, kích ra bên cạnh là nó ra cái màu này. Đấy, nó sáng hơn đấy, thấy không? Hoặc chúng ta chỉnh bên ngoài này cũng được này. Đấy, chúng ta kích vào đây. Kích đúp, chúng ta chỉnh màu cho nó. Đó. Đây, xong lại chuyển sang đây. Đây, xong lại chuyển sang đây. Đấy, như vậy là các bạn nhìn thấy chúng ta đã có được cái màu gold rồi đúng không? Màu gold rất là đẹp đúng không?
cộng bên cạnh trong chuyển đến đây. Ok. Đấy. Khi chúng ta đã có cái màu gold của gradient này rồi ấy, một bảng cái này rồi, chúng ta có thể viết text ví dụ là 3D Việt Pro chẳng hạn. Đây. Chúng ta chọn cái chữ to to này. Click Arrive. Rồi bây giờ chúng ta hút cái màu ở đây. Hút này các bạn nhìn thấy nó sẽ từng từng con chữ nhá. Đấy. Nhìn thấy rất là xấu đúng không? Đó, G này. Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào để không bị từng con chữ này một? Thì chúng ta cần phải kéo, chọn cái này rồi chúng ta chọn công cụ G này, kéo. Đó. Chúng ta kéo cái thành đó. Hoặc là chúng ta sẽ vào cái phần object, chọn component object mark control 8. Nó thành một đi, sau đó các bạn hút một cái là nó sẽ báo theo kiểu kia. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái đường này, kéo này, thấy không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ được cái màu nó chuyển như vậy. Hoặc là chúng ta có một hai chữ thôi. Ctrl X. Ctrl V. Hai cái chữ này xấu quá. Ctrl X, Ctrl V vào đây. Đó, thì ví dụ chúng ta có hai chữ này thôi. Thì chúng ta dùng công cụ G, chúng ta quét nhẹ qua cái. Bạn thấy không ạ? Hình tròn, hình vuông đều được nhé. G, quét nhẹ qua. Đó. Và cái gradient này nó sẽ có hai cái dạng. Một là cái dạng radius, hai là linear. Radius chính là từ tâm ra. Đó, ví dụ này. Đó, cái tâm như thế này. Các bạn thấy không ạ? Các em kéo thấy không? Đấy. Còn cái kia là liner là nó sẽ một hướng thôi. Rồi, đấy là công cụ gradient. Và nó sẽ có những cái mà opacity, tức là chúng ta chọn vào cái nào ấy, giảm opacity về 0 thì cái đoạn đấy nó sẽ đây nhá, cái đoạn đấy gradient lại này. Đây nhá, ví dụ cái này. Đó, giờ cái này cho về 0 này. Các bạn nhìn nhá. Đấy, là cái đoạn đấy nó sẽ thủng luôn. Chọn cái nào về 0 rồi nó sẽ thủng cái đó ha. Thủng là gì? Tức là mình có thể nhìn thấy được cái hình bên dưới ấy. Đấy. Đây thử nhá. Ở đâu? Tắt cái này đi nào. Đây chứ, bên này chứ, chọn bên này chứ. Đúng không? Đây. Cái nó thủng này. Đúng không ạ? Rất là hay. Đấy. Đấy. Đó, cái gradient nó là như thế nha, nó rất hay đấy nhá. Các em phải cố gắng mà xem. Đấy các bạn thấy không? Chúng ta sẽ dùng cái gradient và chúng ta sẽ dùng cả cái opacity thì các bạn sẽ nhìn thấy nó thủng được như vậy. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến tiếp là cái công cụ. Trong cái công cụ gradient nó có phần map tool này, cái công cụ này khá là hay. Cái map tool này nó cho chúng ta có thể vẽ được những cái hình mà nó không theo màu, nó không theo một cái gì cả. Hòa rồi, mạng search một cái hoa này. Hoa sen đi. (Cười)
Đây, chúng ta sẽ lấy một cái hoa sen nhé. Xem nào. Búp sen. Đây, chúng ta căn chốt hai ạ. Căn chốt 2 để khóa đối tượng lại nhé các em nhé. Nó là cái thằng này này. Còn căn chốt ăn 2 là bỏ khóa đối tượng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hình vuông chúng ta vẽ nó ra. Chúng ta vẽ ra từng cái cánh hoa một nhé. Đây, chúng ta vẽ nó ra như này. Chúng ta lấy cái cánh hoa dưới này trước. Tất cả đều vẽ bằng hình vuông nhé. Rồi, đến lúc chúng ta dùng cái mép ấy, chúng ta mới dùng cái hình khác. Rồi mép bên này chúng ta kích vào đây. Đấy, hình vuông thì cái mép này nó tự động nó sẽ ra thẳng hàng như này. Đây. Đó. Đấy. Chúng ta có thể dùng dấu trừ cho ta trừ cái cạnh nào chúng ta cảm thấy không được ổn đi. Tiếp tục dùng cái công cụ dấu cộng tiếp. Đấy. Vuông này. Vuông. Đây là một cái cánh hoa. Thì bây giờ chúng ta dùng công cụ A này, công cụ A nhé. Mũi tên màu trắng ấy này, hút màu này, y này hút màu này, đó, cho tất cả cái này hút màu đi đã, hút một cái màu xanh như là, chọn này, hút màu đây, chọn cái màu khu vực này, hút bên dưới này, đấy các bạn thấy không? À, cái này hút ở đây, cái này hút ở đây. Cái này còn hơi hồng hồng cơ đúng không? Đây. Đó, cái kiểu nó như vậy. Đấy. Còn muốn chi tiết hơn thì các em sẽ ăn nhiều lưới vào. Vào cái này. Sẽ được cái chi tiết. Thấy không? Thì nó sẽ ra kiểu như này. Được một cái này rồi nhân đây ra để làm cái bông hoa, cái cánh hoa. Đấy. Nhân nó ra để làm cái cánh hoa. Đấy. Đúng không? Như thế là chúng ta đã ra được cái kiểu cái bông hoa nó như này, giữ 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 an nhé, lấy nhân đấy ra nhé. Đó là cái công cụ map tool, nó cho chúng ta được những cái như này. Đấy. Chỉ cần vẽ một hồi thôi là nó ra được cái bông bông hoa rồi. Đấy. Đó là map tool nha. Rồi các em có thể dùng cái này, Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C là copy mà, cũng giống như an ấy, Ctrl F là nó paste vào đúng cái vị trí đó. Đó. Rồi chúng ta hút cái màu
Màu này vào là nó ra bông hoa sen thôi, cứ từ từ là nó lên thôi. Phần trên này thì là màu khác đi. Phần ở dưới là màu khác đi. Đấy. À, phần này thì cho lại màu đi. Rồi y này, hút này. Cứ chọn A để chọn điểm rồi chọn y hút. Giữ an nhân nó ra. Đây, nhân nó ra. Xoay đi. Đấy, thì cái màu nó khác khác đi cái là được hả? Đó, là nó thành hai bộ hai cái sen rồi. Xong thêm một chút nữa. Nó ôm vào. Đó. Rồi cho nó ôm vào, cái này phải chỉnh cho nó ôm vào. Ôm cái hoa sen, bông sen nó ôm vào nhau. Đấy. Đó là cái cách làm của cái dạng đây. Của cái mép tool nhá, các em nhá. Rồi, tiếp đến là công cụ mà chúng ta hay dùng nãy giờ, đó chính là công cụ y hút màu. Hút này, hút bất kỳ cái màu nào đều được, hút cả cái màu ngoài khỏi cái công cụ y khỏi cái phần mềm cũng được bằng cách là giữ chuột này. Giữ kéo kích một cái giữ chuột kéo ra. Đó. Đó là công cụ y. Rồi, ở đây nó sẽ có một số cái công cụ khác nữa, đó là một số cái công cụ để mình chỉnh các cái điểm các cái ấy đấy. Đây, cái này nó cũng không dùng nhiều nên là thầy cũng ít ít khi dùng. Chọn cả hai cái này. Kích vào. Đấy, là nó ra được theo kiểu dạng như là các cái điểm ấy này. Đấy, nó hình như thế. Rồi, có một cái công cụ khá là hay chúng ta hay dùng, đó là ví dụ chúng ta thiết kế cái các visit ấy, nó tầm này. Đúng không? Xong muốn muốn lưu ra được cái các visit này rời nhau ấy thì chúng ta phải chọn cái công cụ này. Nó chính là công cụ tạo artboard. Đây, cái artboard này, 1 2 3 đây. Cái artboard 1 thì đây rồi, xóa đi. 1 2 3, ví dụ thế. Còn đây là công cụ phóng to thu nhỏ và bàn tay thì nãy giờ chúng ta làm lâu nay rồi. Ok, cái bài tập ấy là các em sẽ làm với thầy một cái hình bông sen này. Nha. Các bạn sẽ làm với thầy một cái hình bông sen. Một cái hình búp sen này. Đó là cái bài tập của các bạn. Đây. Đấy. Các bạn có video rồi nhé, không lo. Đấy. Rồi. Xong. Bây giờ các bạn làm bài tập này theo cái kiểu map tool cho thầy. Để ra được. Làm kỹ mà nhá. Có người người ta làm kỹ chừng từng chi tiết này này. Đấy. Ta sẽ